một năm trước có một thằng kia nó yêu con nhỏ nó thế đó. Bởi là được gì hay là từ chia tay nhầm đầy hay đắng. Có quá thì càng nhớ nó sẽ tớ là mình chia tay. Nhưng mà hiện giờ mỗi gặp mặt mình sẽ chỉ mặc một cái trong tay. Nhưng rồi sau đó chắc chắn ông trẻ nếu cũng phải về xa. Có một ngày gặp lại chắc chắn hay không chia ra. Nếu chẳng quay lại để nhìn về nếu phải nghe lời cha mẹ. Ngoài thật tin nhận thì còn gọi em trả lời hắn cũng chẳng. Là nó không gặp những cái quan đó với anh không còn nhớ rõ. Bây giờ có lẽ trên tim anh chắc chắn là anh đã nhận nhận. Nhưng nó vẫn chờ vẫn sẽ không về không xa. Nó còn lại nhận được cảm trên cái vật nha. Anh được mở ra. Bởi gia đình em không còn kinh bởi cái hàng mất dạy của lúc trước. Vì anh yêu em nên em yên trong xe của anh cả đây luôn. Nhưng không kịp rồi. Khi mất rồi ngay bây giờ. Thật sự hạnh phúc có hai người yêu nhau đang ai. Hãy nhau nhận nhận nhận.